Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Số phận Nguyễn Xuân Phúc đang lơ lửng như chỉ mảnh treo chuột. Ngày 15 tháng 11, AFI tiếng Việt đăng bài bình luận Số phận Nguyễn Xuân Phúc và chính trường Việt Nam từ nay đến đại hội 11 AFI cho biết chính trường Việt Nam hiện nay có 3 chuyển động liên quan đến các lãnh đạo trên thượng tầng. Và đây là hình bài trên AFI. Chuyển động thứ nhất là vụ việc cận vệ của ông Lương Cường bị bắt vì lạm dụng tình dục ở Chile ngay trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của vị chủ tịch nước. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC, tiếp tục bị truy tố, kết án là chuyển động thứ hai. Và chuyển động thứ ba xảy ra ngày 2 tháng 11, khi truyền thông nhà nước loan tin, ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ, thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, bị truy tố. Trong ba sự kiện liên quan đến chính trị thượng tầng nêu trên, vụ việc Mai Tiến Dũng làm phát lộ nhiều chuyển động đằng sau hậu trường chính trị Việt Nam rõ ràng nhất. AFA cho biết, ông Mai Tiến Dũng trở thành chủ nhiệm văn phòng chính phủ đầu tiên ở Việt Nam, bị bắt giam và khởi tố vào ngày 30 tháng 4. Điều đáng chú ý là, theo truyền thông nhà nước, ông Dũng khai được cấp trên chỉ thị giải quyết các yêu cầu của công ty Sài Gòn Đại Ninh dẫn đến những quyết định trái pháp luật vào năm 2020. Việc truyền thông nhà nước đưa tin về cấp trên của cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã gây xôn xao trong giới quan sát chính trường Việt Nam bởi vì cấp trên cao nhất của ông Dũng trong giai đoạn xảy ra vụ án là cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Và đây là hình cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Lời khai của ông Mai Tiến Dũng và chỉ đạo của cấp trên cùng là chỉ đạo của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn nhất quán với các chỉ đạo trước đó của ông, đã mở ra cánh cửa đưa lưỡi gươm của Bộ Công an đến gần ông Phúc. Theo AFA, câu hỏi đặt ra là lúc này liệu đảng cầm quyền sẽ phá lệ, truy tố cả thành viên tứ trụ dù đã về hưu hay không? Thông điệp gì sẽ được gửi cho hệ thống chính trị nếu truy tố cả thành viên tứ trụ? AFA dẫn lời giáo sư Katia từ Úc cho rằng, Đại hội đảng 14 sẽ đánh dấu một khởi đầu mới cho Việt Nam vì sự kiện này sẽ thay đổi lãnh đạo của đảng trong ban chấp hành trung ương, bộ chính trị và ban bí thư. Theo ông, một đường lối mới sẽ được vạch ra, bất kỳ viên chức nào đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo cao cấp trong đảng và nhà nước bao gồm cả tứ trụ, sẽ nhận được một thông điệp rõ ràng rằng tham nhũng và không giám sát nghiêm ngặt cấp dưới sẽ phải chịu hình phạt. AFA lưu ý, nguyên tắc bất thành văn, không trảm tứ trụ ít nhất cho đến nay vẫn được duy trì. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc bị trảm, thì đây là lần đầu tiên một tứ trụ bị xử lý hình sự. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, nhà phân tích chính trị, cho hay ông Nguyễn Xuân Phúc dù đã về hưu nhưng vẫn nắm trong tay khả năng ngán đường tổng bí thư Tô Lâm và vì vậy ông Phúc sẽ là đối tượng cần bị loại bỏ. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Vẫn theo AFA, các nhà quan sát chính trị Việt Nam nhận định rằng quyết định của giới lãnh đạo đối với số phận của ông Nguyễn Xuân Phúc rất có thể sẽ ảnh hưởng tới đi hay ở của các thành viên tứ trụ hiện thời. AFA dẫn bình luận của giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ cho rằng trên đường đến đại hội 14, số phận ông Nguyễn Xuân Phúc bị treo lơ lửng ở thời điểm này qua việc công bố lời khai của ông Mai Tiến Dũng trên báo chí, cũng như các sự kiện khác như vụ án AIC liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vụ việc bất ngờ của cảnh vệ Chủ tịch nước Lương Cường bị bắt ở Chile vì quấy rối tình dục đều đang góp phần củng cố con đường đi đến Đại hội 14. Sự kiện sẽ quyết định ban lãnh đạo nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2030. Các nhà quan sát chia sẻ một nhận định chung rằng ông Tô Lâm sẽ là một trường hợp đặc biệt duy nhất tại đại hội đó. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Số phận Nguyễn Xuân Phúc đang lơ lửng như chỉ mạnh treo chuông. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lá đơn đáng ngờ được ký tên Minh Tuệ Ngày 14 tháng 11, AFA Tiếng Việt loan tình, dư luận nghi ngờ lá đơn Sư Minh Tuệ đề nghị xử lý người đưa hình ảnh ông lên mạng. Theo đó, lá đơn viết tay có chữ ký Sư Minh Tuệ gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý những ai đưa thông tin, hình ảnh của ông lên mạng xã hội mà không được phép, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính chân thật của lá đơn. AFA cho biết, Sư Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, khất sĩ đầu trận chân đất, tu theo 13 hạnh đầu đà, xuất hiện trở lại ở quê nhà Gia Lai khoảng hơn 10 ngày qua. Sau thời gian ẩn tù, thu hút nhiều người mến mộ đến đảnh lễ và các YouTuber đến đưa tình. Và đây là hình bản tin trên AFA. Theo AFA, báo Gia Lai Online ngày 13 tháng 11 đăng bức ảnh chụp lá đơn, trong đó ông Minh Tuệ xưng con và gửi đến các cơ quan chức năng và tổ chức gia đình cá nhân toàn thể xã hội với mong muốn được bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và việc khất thực tu học của ông. Thư đề ngày 8 tháng 11 có đoạn như sau. Mong mọi người không tụ tập đông người, làm mất trật tự an toàn giao thông, không quay phim, chụp ảnh và đưa hình ảnh của con lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình tu học. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý những ai đưa thông tin về con lên mạng xã hội khi chưa được phép của con. AFA cũng cho biết, phóng viên mạng báo tuổi trẻ online dẫn nguồn tin không nêu danh tính từ Công an tỉnh Gia Lai ngày 14 tháng 11 nói về lá đơn có nội dung tương tự. Phóng viên FA trong cùng ngày đã gọi điện cho công an tỉnh Gia Lai để hỏi về lá đơn của sư Minh Tuệ, nhưng người trực điện thoại yêu cầu đến trụ sở để được cung cấp thông tin. AFA không thể kiểm chứng độc lập về tính xác thực của lá đơn. AFA dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Phật giáo Nguyễn Thanh Huy ở Nha Trang nói rằng, nội dung lá đơn đi ngược hoàn toàn với lòng tự bi của ông Minh Tuệ vì một người đã từng nói không muốn đọc chú Đại Bi vì sẽ ảnh hưởng đến ma quỷ thì sao có thể yêu cầu xử lý con người được. Trên trang Facebook cá nhân, ông Huy nhắc lại việc Sư Minh Tuệ từng nhiều lần nói ai muốn quay phim hay chụp hình đều được miễn là họ thấy vui và hạnh phúc và không quan tâm đến mạng xã hội hay bất cứ ai phán xét gì về ông. Và đây là hình Sư Thích Minh Tuệ. AFA dẫn nhận định của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh cho rằng Lá đơn có thể là bước chuẩn bị để chính quyền cô lập sư Minh Tuệ về truyền thông và cách ly ông với đời sống. Ông Khanh viết trên Facebook cá nhân rằng, với Phật giáo, người tu hành không bao giờ chối bỏ đám đông tín ngưỡng được coi là duyên phước đối với mình mà theo kiểu trong thư viết cho là phiền hà như vậy. Đặc biệt đối với phái tu khất thực thì lại càng không do họ phải luôn tìm cách tiếp cận với tín hữu mỗi ngày như là một phần tu học cho đến mãn phần. AFA cho biết thêm, sư Thích Minh Tuệ đã từng đi bộ khất thực dọc Việt Nam ít nhất 4 lần, nhưng lần cuối cùng vào năm nay của ông đã khiến công chúng chú ý khi mạng xã hội đưa tin liên tục. Sự việc đã khiến chính quyền can thiệp và yêu cầu ông phải ẩn tu vào đầu tháng 6 vừa qua. Liên quan đến việc xử lý người đưa hình ảnh của sư Minh Tuệ lên mạng xã hội gần đây, ngày 10 tháng 10, AFA cho hay, Facebooker Us bị công an phạt 5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin đã đăng về việc sư Minh Tuệ khất thực trở lại ở Bảo Lộc bị cho là sai sự thật. Trước đó, tài khoản mạng xã hội Facebook C của ông Us đã đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung Thầy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thông tin trên ngay lập tức thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người kêu gọi truy tìm vị trí tại Bảo Lộc để đến gặp thầy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lá đơn đáng ngờ được ký tên Minh Tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.